Tại sao tôi phải nỗ lực nhiều đến như vậy? Đơn giản vì tôi thua thiệt hơn người ta về nhiều mặt, nên tôi phải cực lực kiếm tiền, thế thôi. Đời này không tiền thì chẳng có cái gì vui. Xã hội này thì nhiều cái hay lắm. Mình và họ đều tốt như nhau, chơi đúng cách như nhau. Nhưng người ta vẫn thích chơi với người giàu hơn là người nghèo. Phụ nữ đẹp cũng vậy, thích đi cùng người đàn ông giàu có hơn là người đàn ông nghèo khó. Không có sắc, không sinh ra được ở vào đích, thì phải xách đích đi cày, tiền sẽ bù lại phẳng trống đó. Chăm sóc tốt cho bố mẹ, chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng mộng một mái nhà tranh hay quả tim vàng để làm gì. Xã hội này không tiền thì cũng phải đem vàng đi bán mà thôi. Không tiền, cuộc sống vợ chồng cũng cắt gói, chăm bời. Đổ quả 90% là vì tiền. Vì vậy, cực lực đến mấy tôi cũng phải làm. Người mà mời con ăn cơm thì rất nhiều, nhưng người mà nguyện ý là nấu cơm cho con á thì chẳng được mấy ai. Người mà hy vọng con vui vẻ thì rất nhiều, nhưng người mà dành thời gian để làm con hạnh phúc thì chẳng được bao nhiêu. Người mà nói thương con thì rất nhiều, nhưng người mà nỗ lực cùng con đi đến tận cùng thì lại rất là hiếm. Nên người ta nói suông rằng người ta quan tâm con á, thì con cũng đừng vội mừng. Đợi đến lúc người ta hành động, làm được như lời người ta nói rồi, có tin cũng chưa muộn. Lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết. Nếu không hành động, nếu không làm á, thì mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa. Đừng vội vàng tin vào một điều gì đó, con nha.